lao là một bệnh nhiễm trùng mãn tính, và do vậy từ khi nhiễm lao cho đến khi phát thành bệnh lao nó cũng có một thời gian khá dài. Như chúng ta biết là vi trùng lao là cứ 20 giờ thì sẽ sinh sản một lần, mà khi mà sinh sản như vậy đó thì các cái thuốc lao nó mới tác động được vào cái con vi trùng lao. Hơn nữa đó thì điều trị kéo dài là để diệt các vi khuẩn lao còn sót lại trong các cái tổn thương khi mà người bệnh mắc bệnh. Nếu không tuân thủ đúng thời gian điều trị thì có hai cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là bệnh sẽ là tái phát. Một số bệnh nhân sau khi mà điều trị một thời gian vào khoảng 2-3 tháng thì thấy các cái triệu chứng có giảm, thì người ta nghĩ đã lành bệnh và người ta tự ý ngừng thuốc. Thì các cái con vi trùng nó còn sót lại trong cái tổn thương đó, nó sẽ phát triển trở lại và nó sẽ gây ra tình trạng tái phát bệnh lao. Cái nguy cơ thứ hai đó là gây ra tình trạng kháng thuốc. Khi bệnh nhân uống thuốc không đều thì sẽ làm cho cái nồng độ thuốc trong máu nó không có được đầy đủ. Thì thông thường bệnh nhân nếu mà uống thuốc đều đó thì cái nồng độ trong thuốc trong máu nó sẽ cao, nó làm giết được con vi trùng, mà nói theo từ chuyên môn tức là nó đạt lên cái nồng độ MIC đó. Còn nếu mình uống thuốc không đều á, uống ngày nghỉ đó, thì cái nồng độ thuốc trong vi trùng nó sẽ thấp hơn cái nồng độ này, và nó làm cho con vi trùng nó không chết mà nó gây ra cái tình trạng là đột biến kháng thuốc. Thì như trên đó, thì nếu mình lao kháng thuốc mà ngày càng nhiều đó thì nó làm tăng cái gánh nặng cho xã hội, tăng cái chi phí dành cho cái việc điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc. Thứ hai nữa là nếu mà nó ngày càng nhiều đó thì cái khả năng nó sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng nhiều và làm cho cái vấn đề mình khó thanh toán hơn cái bệnh lao trong tương lai.